Thì ông bố hứa cơ. Nó mới uống ra nước mía đó chị ơi. Mấy nung bố mà điên. Menu có menu menu đang quăng nhé. Mình đi đâm chuồng. Ủa đi ra ngoài kia hả? Đi ghe lên ra ngoài hả? Ồ oh, wow đi ra ngoài em ơi. Không biết bơi. Nhà hàng chuồng.
Lagoon. Cho phao đi, cho phao đi. Bỏ vô cái bịch đó đi con. Ủa đi đông quá vậy, có sao không? Có đem bình áo phao không? Cho em áo phao. Cho em áo phao. Cho em áo phao đi anh ơi. Em, nhà em, 5 người. Rồi, đi xuống.
con đầm chuồng ngoài đó đó. Ủa, mấy đông đồ đâu? Đây, đây là gà bắp xôi đây. Quay quay, thèm bữa giờ đây. Trời ơi, gà bắp xôi đây. Đói bùng dư. Chờ mấy đứa kia ăn thử. Thử nè, cắn miếng. Cắn. Hậu, cắn miếng hậu. Ngon không? Dạ. Ngon không? Thơm không? Gà cái này là con gà ở giữa cái cục xôi xung quanh nó bọc lại. Xong rồi. 1 tiền không? Rồi chị vô, chị sau vô kìa, chị cứ đứng sau nữa. Dạ. 1, 2, 3. Thôi chật. Mấy ông đằng sau chờ chụp. Mấy ông ra chụp nè. Chờ chụp. 1, 2, 3. Túi người ta à? Ok bà xã, tên gì? Quay đất cái đi anh. Ờ. Tôi đang xa quay đi chút đấy. Ăn bóc tay. À con, một con cá trên vậy á hả? Ngủ quá ha. Ngồi đây. Em ơi ăn hết. Rồi em ngồi đây với chị. Ăn xôi ngon không con? Đây, cái này gọi là bánh khoái cá kình. Bánh khoái cá kình đây. Có rau, có đầy đủ mọi thứ. Cái này là chấm nước mắm hả chị? Chấm nước mắm ruốc. Dạ. Đó, bánh khoái cá kình của Huế, đặc sản Huế. Đúng rồi, à, lấy cái bánh tráng này quấn. Anh mình ngồi mình vẽ tảng chơi đi đây. Trời ơi hao quá rồi. Lấy này rồi bỏ cá vô rồi bỏ rau vô rồi chấm ăn. Cẩn thận nha ba đứa. Duyên, con chụp gì ở đó? Con qua đây con chụp cái đầm chuồng mới đúng nè. Mình đang ở đầm chuồng mình phải qua chơi chụp ánh hoàng hôn ngay giữa đầm chuồng chứ. Qua đây Duyên ăn. Đây, đây mới đúng nè. Mình đang ở đầm chuồng mà, đi qua đây con. Cái đó Hậu đang đứng đó là đầm chuồng đó. Space á con. No, không phải space, nó. Dạ. Hậu đứng ngay giữa. Mình xích tới đây một chút. Rồi đẹp quá.
viên đâu rồi? Còn xong chưa? Rồi thôi đi con, đi vô cho người khác chụp. Giờ tối như vậy lát rồi người ta chở mình vô được không chị? Được chứ. Lại đấy cả đêm luôn, có năm phía sang luôn. Ngon quá ha em. Ngon quá. Ngon quá. Ăn hết luôn thôi, chừa người khác nữa kẻo người ta khóc á. Khóc đi trời ơi, nó ché. Cái này gọi là con ché. Con ré. Vô. Vô mà sao yên ấm dữ vậy trời. Mình vô. Đâu nó đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Rồi vô 1 2 3 vô. Ni 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 bé đông 1 2 3 vô. Chị vô. Chị 1 2 3 vô. Vô. Bên kia nhậu gì đâu mà vô nhỏ quá. 1 2 3 vô. Nó no rồi đó. Bé duyên, bé duyên. Nó vô đại học. Mồ hôi nó đổ. Mồ hôi nó cứ tuôn tuôn. Đã dừng xe. Làm sao không nhảy? Làm khỏi nhảy. Khỏi nhảy. À, đi đi. Trời ơi, người ta nhảy quá cho mình xinh, sao mình êm đềm quá, im lìm quá. Đâu còn ai nữa. Hết rồi. Nói tới rồi rồi, lên rồi, lên rồi. Ủa? À, con chuyện ốp cứng có lý nữa à? Đó, lên rồi, hồi nãy anh đưa vô rồi. Chị Cưng với chị Ly vô rồi. Đế này lên rồi dư. Dương dắt cái mày dư. Cái thị thơm không? Dương dắt cái mày dư. Cái tên là cái gì? Dạ. 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 Rồi Duyên ăn sao con? Thấy ăn được không? À, ăn được mà. Ăn, ăn của mẹ nè. Đây nè, ly của mẹ nè. Ăn đi. Ngon, ăn được đó. Nói cái đó sao ăn
bữa nay ăn được đó. Không được, nó bữa này cũng không. Chị cháu mày sợ. Ngon. Chỉnh rồi đó. Đưa bố ăn thử đi. Đưa bố ăn thử đi. Lên là đây là chưa? Dạ. Mai là cọ, mai là đi đâu? Đi công ty rồi má. Nhưng mà mai. Về cái việc ông xã ra sẽ có một phê ở nó sang rồi. Chứ mai là mày dơ là mày ăn cái đó. À hình như 9:30 chị về chứ đây. Là đó ông ba ông đi. 9:30 hay 9:30 chứ đó, nó thấy giống nhau. Thấy giống nhau. Ăn bánh có cái gì đó, nhưng mà nghe nói thằng Méo nó nói nó mời đi gì đó mà. Nghe nghe thôi Méo. Đây là đây, chúng ta là bánh bèo mình làm này. Mình làm nè, há hô là bỏ. Phải lấy đi là đi. À, lấy xe là phạt nhiều vậy hả? Hay còn không lấy xe thì phạt nha. Thôi tuy mất đó, mất mà nó nhiều quá đó. 7 triệu lần. Vậy hả? Bức xe là giảm được 7 triệu. Còn những người không bức xe vậy hả? Vậy hả?